như đã giới thiệu thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một ngôi trường cực kỳ trẻ trung và năng động tại Úc. Đúng rồi. Nhắc tới du học Úc, đặc biệt là tại thành phố Melbourne, không thể không nhắc đến Deakin University. Đúng rồi. Đây là một ngôi trường cực kỳ nổi tiếng, mặc dù tuổi đời chưa tới 50 tuổi nhưng mà lại có những thành tích mà những đàn anh đàn chị phải ngưỡng mộ, đúng không Quê? Đúng rồi, chúng ta có thể kể đến đó chính là top 1 thế giới về độ tuổi dưới 50 của trường đại học này. 1% nha. Có 1%, ok. Và đây cũng là top 3 trường đại học có tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp cao nhất tại Úc đó. Và ngoài ra thì trường cũng nằm top 1 về ngành Sport Management, quản lý thể dục thể thao trên thế giới. Và ngành 1, đứng số 1 tại Úc về ngành Nursing. Wow. Và các bạn biết không, trường Deakin có tỷ lệ sinh viên rất là hài lòng, đứng thứ nhất tại Úc. Và ngoài ra hầu hết các ngành học còn thuộc top 100 đến 200 trên thế giới nữa. Vậy thì tại sao chúng ta lại học Deakin ngoài cái ranking cao của trường? Đầu tiên thì phải kể đến đấy chính là vị trí địa lý của trường là nằm tại bang Melbourne, một trong những bang nổi tiếng nhất của Úc và cũng đáng sống. Ngoài ra thì cuộc sống năng động và tươi trẻ ở đây thì cũng giúp các bạn hòa nhập hơn với cuộc sống ở Úc này và có cơ hội tìm được nhiều việc làm thêm hơn, đúng không? Và trường có 5 campus, trong đó có campus chính ở Burwood. Và campus lớn thứ hai ở Geelong. Các bạn có thể chọn cả một trong hai campus này để học bởi vì nó cách trung tâm Melbourne không quá xa. Và ưu điểm của khu vực này đó chính là bạn còn được cộng thêm 5 điểm khi mà định cư sau tốt nghiệp. Ngoài ra có một lợi thế của Deakin so với các anh chị đi trước, đấy chính là một cơ sở vật chất hiện đại và cũng trẻ trung không kém, đúng không Quê? Đúng rồi, và trong đó chúng mình phải kể đến đó chính là Deakin Motion Lab, là một trong những cơ sở thí nghiệm chuyển động đặc biệt, độc đáo và có 102 tại bang tiểu bang Victoria đó Tích. Và đặc biệt thì cái sự nổi tiếng về sự trẻ trung năng động của Deakin không chỉ nằm trong lĩnh vực giáo dục mà còn được truyền đến tai các nhà tuyển dụng. Tức là các nhà tuyển dụng khi mà nhìn thấy sinh viên Deakin sẽ hình ảnh hiện lên đầu tiên sẽ là sự năng động và trẻ trung của đúng các bạn. Đúng rồi, các bạn biết không, họ không phải là những người quá thích thú trong các phòng thí nghiệm bởi vì họ có thể tham dự các dự án lớn nhỏ khác nhau. Và đặc biệt đó chính là những cái chương trình học của trường đại học Deakin mang tính ứng dụng và thực hành rất cao. Đó là lý do vì sao mà Deakin trở thành là trường đại học nằm tại top 3 tại Úc về sự hài lòng của các nhà tuyển dụng sau tốt nghiệp của sinh viên. Đúng rồi, và học phí của trường đại học Deakin thực sự là nó không phải là thuộc ở mức quá cao so với lại những cái trường đại học khác ở Úc. Nó nằm ở trong khoảng từ 28.000 đến 35.000 đô Úc. Đấy cũng được xem là một mức học phí trung bình trong một ngôi trường ranking cao như thế này, đúng không? Đúng rồi, nhưng ngoài ra thì trường đại học Deakin rất là nổi tiếng bởi các chương trình học bổng khác nhau. Nếu như mà các bạn lo lắng bởi vì những cái chương trình học bổng cao và có sức cạnh tranh rất là lớn thì các bạn yên tâm, tại vì ở đây mình có offer cho các bạn ba chương trình học bổng khá nổi bật ở đây. Đầu tiên là học bổng dành cho học sinh xuất sắc lên đến 100%. Và thứ hai là học bổng cho các khối ngành STEM, đó chính là về tự nhiên, khoa học hoặc là máy tính, lên đến 20%. Và thứ ba đó là học bổng ở các trường đối tác khoảng 20% nữa. Các bạn có thể thấy là hệ thống học bổng rất là nhiều. Đúng và rồi. Ngoài ra thì trong chương trình học các bạn cũng có cơ hội đạt được học bổng nếu mà mình giữ được mức học tốt và xuất sắc tại trường. Vậy thì qua buổi ngày hôm nay, nếu các bạn còn phân vân không biết là mình đang thuộc nhóm học bổng nào thì hãy nhanh tay inbox và liên hệ với chúng mình để chúng mình có thể hướng dẫn các bạn nộp hồ sơ cũng như là apply học bổng sớm nhất nhé. Vậy nha, hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo.